xưa làm đó. Nghe cái gì đó. Hỏi lên. Nếm nếm thấy vừa chưa? Vừa rồi. Này chất. Bạc phải cứ dùng kem đánh răng. Gì? Gì đây? Đừng bắt nạt em nhá. Đồng này mà sao nó bự này à, đường đồng cũng cái sung lá đẹp quá nhỉ. Gì vậy? Không thử miếng cho mềm chưa bác? Chưa. Nếu vậy phải tầm gần tiếng cho nó mềm mềm tí dễ nhai.